Thì bà mấy có trộn hồ nè, trộn hồ là rồi một chỗ một lần là nửa bao với chỗ một bao, như có bự nè bà con đổ lần một bao xi măng nè, là có lớn có một bao có nửa bao đó, con gắn máy gắn gắn mua xăng máy dầu động cơ điện thì gắn đây, có chân nền sẵn nè, đây là cối một bao có lớn, đây là cối nửa bao, tính là tính theo kiểu miền Tây là đổ nửa bao xi măng vô con, là chọn lần nửa bao xi măng á, đây có này có thông dụng nha, công trình nhỏ nhỏ xài được nè, có này có nửa bao, cái có này có một bao, con mua xài thoải mái luôn, muốn chơi gắn máy gắn motor điện đi mô phát địa gắn motor máy xăng máy dầu gì tiền mà con, gắn mà nào gắn, là cối trộn hồ có trộn bê tông, ồ lắp làm lắp quá trời bự luôn nè, lắp lắp 90 nè, cốt 90 luôn nè, trời bán nền chắc chắn nè, dễ vận chuyển. À, có này có một bao nè con, này là một bao nè, một bao đây trong đây, này là một bao, nghe đổ lần một bao xi măng là trộn đó, là cũng nhẹ nhàng, gắn motor điện 3 ngựa là được rồi, máy xăng 5-6 ngựa được rồi, không rất là dễ xây thôi con, không nhẹ nhàng luôn nè, không không rất là ok rồi con. Đây có nửa bao nè, nửa bao là đổ lần nửa bao xi măng vô trộn. Đây. Nó giống nhau thôi, con cái lớn nhỏ nửa bao một bao rồi con, đã không? Tìm á. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây số cối xây trộn hồ bà con, cối một bao và cối nửa bao nha. Đây là trộn là một bao xi măng với nửa bao xi măng. Bên đây bán hai lửa cối thông dụng đó. Màu cho bà con chọn là màu xanh với màu cam nè. Cối trộn hồ bà con gắn máy gì gắn thôi. Gắn động cơ điện là gắn, động cơ xăng là gắn, động cơ dầu gắn. Này là chưa có động cơ nha. Động cơ thì bà con tự gắn, đây là cối nhỏ là cối nửa bao nè. Bát làm chắc chắn rồi con. Ống 1.4 luôn á, ống lắp này nè. Đây không? Cái poly này bằng sắt nè, xài con đó con, không sợ kẹt cây bị gãy đâu đó. Con tao bằng gan dễ gãy lắm, là bằng sắt luôn nè. Con khi chọc 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 mấy cây sắt thì vô có dễ gãy, con này bằng sắt luôn, ngon lành. Bánh xe bự luôn ha. Có hai loại cối, bao và cối nửa bao. Thì đây kích cỡ con đặt cho phù hợp. Đây, ngon lành thôi con. Cối trộn hồ. Không, ống tiếp làm chắc chắn ghê không? Rồi, con nào có nhu cầu luôn là 0886356707. Có trộn hồ. Nửa bao, một bao nha bà con. Rồi mình giao cái cối trộn hồ rồi con. Cối này một bao, nửa bao, cối này một bao phải không? Cối này có một bao nha, cối lớn. Có gì em dây về kìa anh Long. Cái dây bẻ về trọng đã lắm kìa, có đem dây trọng về kìa, ở trên cái thùng máy có con dây đó. À, có trộn hồ có hai loại, loại nhỏ và loại lớn, một bao hai ba nửa bao đó, cái này là có một bao nè. Này là bà con muốn mua động cơ hay không mua, tùy, cái này là chưa có động cơ gì.